Rồi, thì trong cái bài ngày hôm nay á, cô sẽ hướng dẫn các bạn Form Awesome, Google Form, Master Layout và Pattern Layout, Pattern Layout. Thì đầu tiên là cô sẽ hướng dẫn các bạn tạo cái Pattern Layout ha. Các bạn vào cho cô cái view, view. Rồi sau đó là share, tạo layout trong cái sư mục share. Rồi nhấp phải chuột ha. Rồi các bạn chọn cho cô là S. Thì ở đây á, là Partial View đó, tức là những cái phần layout rồi riêng nhỏ. Và mình sẽ gắn các cái Partial Page này vào trong cái layout page. Layout page này giống như cái layout chủ, layout master à. Rồi bây giờ cô sẽ tạo cái thành phần trước nha. Các bạn chọn Partial Page. Rồi thì để đặt tên cho nó dễ hiểu thì các bạn cái tên layout á, mà Pattern các bạn để Pattern nha, Pattern Page. Ví dụ như cô sẽ chọn đặt là top, top header, cái phần Pattern trên đầu, cùng trên đầu của trang. Rồi sau đó nhấn OK ha. Rồi thì đây là cái layout nha. Rồi tiếp theo là cô sẽ tạo một cái file CSS để mà chứa những cái định dạng CSS của Pattern. Thì các bạn vào cho cô cái content, cái my style thì hôm trước mình tạo cái thư mục nè. Rồi cô nhấp phải chuột, cô nhấn add, cô chọn là style sheet. Rồi thì ở đây cô sẽ đặt tên là style, cô sẽ đặt tên là style nha, gạch top header, gạch ngang top header nha, style top header, nhấn OK. Rồi bây giờ cái file này là sẽ chứa cái CSS, còn này là cô định dạng nội dung. Rồi thì đầu tiên là mình nên kéo cái CSS vô nha, top header này kéo vô. Rồi thì ở đây thì cô sẽ chia cái header của cô sẽ chia ra làm 3 phần. Mình cô dựa vào cái trang web của BNG, cô cho các bạn coi cái trang web của BNG ha. Rồi cái trang web này để các bạn nhìn ha. Đó. Thì tức là cô đang làm cái phần top này. Cô sẽ dùng một cái div và cô chia làm 3 phần, phần bên tay trái, phần bên phải và phần logo. Các bạn nhấp phải chuột logo, các bạn tải cái hình xuống CMS, các bạn lưu ở đâu đó trong cái máy tính của mình ha. Rồi thì bây giờ cô sẽ có một cái div và cô đặt một cái tên là class top header, top header, top header. Rồi cái đó là cái bên ngoài. Thì ở đây cô có 3 phần, phần bên trái thì cô cho là top header left ha, left đó. Rồi và cô để đó, chút nữa chèn nội dung vô. Tiếp theo là div class top header right center giữa. Rồi tiếp theo là cái div class top header right. Rồi thì cô có 3 vùng đúng không? Thì cái left á thì cô sẽ có những cái phong awesome, tức là những cái icon và cái nội dung, và nó có 3 mục nội dung nè. Thì cô để dễ định dạng á, cô sẽ có một cái span, một span. Thì trong đây á là cô có cái A, tại vì cái đó những cái nội dung này là nó có liên kết, nó có liên kết nên cô đặt những nội dung này trong cái thẻ A nha. Rồi href thì mình chưa biết nó link về đâu thì các bạn để dấu thăng vô ha. Thì ở đây ví dụ như nó có nội dung là gì, quan hệ cổ đông cửa hàng và số điện thoại. Này là quan hệ cổ đông, cô ghi quan hệ cổ đông ha, không ghi. Để cô bật cái tai led lên ha. Rồi quan hệ cổ đông, quan hệ cổ đông. Rồi ở cái thẻ mở của thẻ A này nè, cô lại đặt một cái class nữa để chút nữa mình định dạng.
tắt underline đồ màu rồi đó ha, thì format A ha. Hoặc là format A cũng được đó. Đó rồi ha, mình làm chuẩn một cái rồi sau đó mình copy ra. Rồi bây giờ cái phông awesome hay là cái biểu tượng icon này ha, thì các bạn vào cho cô, các bạn search cho cô cái trang web là phong awesome, rồi các bạn vào phongawesome.com, phongawesome.com, rồi sau đó các bạn chọn cho cô cái icon, chọn icon, ví dụ như cái icon đầu tiên là cái kiểu rúp người á đúng không, ví dụ như cô cho nó là rúp, enter, enter, rồi thì sau đó các bạn bấm vào freeze, tại vì những cái pro là những cái bản quyền. Các bạn bấm vào freeze thì đây nó có những cái icon nhóm người đúng không? User group nè rồi các bạn nhấp vô, nhấp vô thì các bạn để ý cái chỗ này nè, cái tức là cái icon đó nó hỗ trợ cho cái version 5.0, 6.0 gì đó, các bạn có thể lựa chọn cái version ở đây ha, ví dụ như ở đây nó có hai version, cô chọn cái này đi, rồi thì nó có những tập hợp version riêng đó, ví dụ như cô chọn cái này, hoặc là cô chọn cái này, nhóm nhóm người thì đây là thuộc 500 mấy đúng không, thì đây là cái tên lớp của icon. Bây giờ là các bạn muốn lấy cái đường dẫn để mà nó hiểu được tên lớp này hay còn gọi là đường dẫn CSS thì các bạn search cho cô đó là link phong awesome icon CDN, tức là mình lấy cái link trực tiếp. Rồi sau đó các bạn nhấp vào đây, các bạn chọn cho cô cái link, thì ở đây mình đang là 5.0.11 thì các bạn search đúng version hoặc là gần gần nó, 5.0 5.0.11, mình chọn cái này cũng được thử ha. Rồi cái này là cái CSS, để cô chọn cái 10. Rồi thì ở đây á các bạn tải cho cô là cái all min CSS và cái all min JS, tức là mình tải cái file CSS và cái file server rip, phải có hai cái file này nó mới hiển thị được ha. Rồi các bạn nhấp cái copy link này, rồi sau đó mình vào cái portal page của mình á, thì cái CSS để link á thì mình dùng cái thẻ link ha, thẻ link, rồi href mình pass cái link nó vô. Đó là link CSS của phong awesome, mình lấy tất cả các bộ phong free của nó nè. Rồi tiếp theo là cái file script, thì mình muốn link cái file script mình dùng cái thẻ script, và để lấy cái nguồn á mình dùng cái thuộc tính src. Rồi cô qua đây cô copy thì mình đi tìm cái o.min.js copy cho con. Rồi sau đó mình dán vào trong src, mình đóng lại. Thì cái này là link CSS, còn này là link JavaScript nha. Mình lấy cái thư viện phong awesome thì mình phải đồng có cả hai cái này. Rồi bây giờ cô mới copy cái lớp nè, cô mới copy cái này nè, nhấp vào đây copy nè. Rồi sau đó thì các bạn pass nó ha. Rồi sau đó thì giả sử như cô muốn kiểm tra xem cái icon này hiển thị chưa. Và đây là một cái partial view đúng không? Một cái partial page chứ, file layout đó. Thì bây giờ cô tiếp tục, cô sẽ tạo một cái master layout để mà cô gắn cái partial đó vô. Cô có partial rồi đó ha. Rồi cô nhấp phải chuột vào share, nhấn add. Các bạn chọn cho cô là MVC5 layout page ha. Rồi bây giờ cô sẽ đặt là page layout home chẳng hạn, hoặc là master home hay gì đó nha. Rồi các bạn nhấn ok, đây là cái layout master đó. Thì bây giờ cô sẽ gắn cái partial này vào trong cái layout chủ, cô bỏ trong thẻ div đi ha. Rồi để gắn vào thì các bạn dùng cái mã HTML helper, tức là nó vừa like với HTML và cái CSS đó. Rồi các bạn chấm partial rồi mở nháy, mở ngoặc, mở nháy. Thì các bạn gõ y chang cái tên này vào, các bạn gõ sai là nó không gắn vô được nha. Rồi top page top header đó, không cần đuôi ha. Đó ví dụ như mình gắn cái này nè vào trong cái layout rồi ha,
Vậy là mình có layout rồi, thì bây giờ cô sẽ tạo một cái hàm để render sang và dùng cái layout đó ha. Rồi cô vào trong cái home controller á, home controller là ở đây nè, các bạn vào đây nè, controller home nè ha. Đó, thì cô sẽ tạo một cái hàm và rend nó sang cái layout. Ví dụ như cô test ZS4 ha. Rồi nhấp phải chuột ha, các bạn add view. Rồi các bạn chọn add cái chỗ layout page view layout nè. Rồi cô sẽ vào share để mà chọn cái layout page đâu rồi? Layout page home ha. Cô chọn cái layout page home được. Đây là cái layout chủ nè. Rồi cô nhấn OK. Rồi nhấn add. Rồi bây giờ cô sẽ chạy cái trang này ha, để coi là cái portal nó đã gắn được vô cái layout master chưa. Rồi sau đó mình mới canh CSS sau. Còn nếu mà không gắn vô được thì mình kiểm tra lý do tại sao không được. Rồi các bạn thấy icon chưa? Vậy là icon của mình vô rồi ha. Rồi bây giờ mình bắt đầu những cái phần còn lại ha. Mình vào lại cái page top header đó. Thì ở đây là nó có cái này rồi, quan hệ cổ đông rồi nè ha. Rồi bây giờ cô sẽ copy cái span này nè. Cô dán xuống ở dưới nha. Thì cái này sẽ là cái gì ta? Nó là gì? Quan hệ cổ đông rồi gì nữa? Cửa hàng và số điện thoại nha. Thì cái chỗ này cô sẽ sửa là cửa hàng. Và cô sẽ lấy một cái icon khác nha. Lấy icon khác. Ví dụ như cô sẽ chọn là map nha, map enter. Rồi đây, mình vào cái free đi nha để mà công lại đỡ phải lọc. Thì nó sẽ có những cái free, các bạn coi cái nào phù hợp thì mình lấy nè. Map. Rồi cô lấy cái này đi ha. Rồi các bạn copy, nhấp vô để copy. Rồi các bạn sẽ dán vô chỗ này. Được. Rồi. Rồi tiếp theo, copy thêm một cái nữa, đó là số điện thoại. Cái này là số điện thoại thì cô gõ đại cái số điện thoại vô. Rồi cái icon số điện thoại ha. Các bạn search là phone. Rồi phone nè, nó có các cái kiểu phone nè ha. Rồi bây giờ cô chọn cái này đi. Nhấp vô. Rồi sau đó thì các bạn thay thế cái thẻ y. Rồi mình load lại coi. Đúng không? Rồi bây giờ mình muốn cho cái chữ xám, mà nói chung là mình muốn thay đổi màu của cái phông awesome. Thì muốn thay đổi màu của phông awesome thì các bạn để ý nha. Đây là cái lớp cha, đây là cái lớp con, và những cái lớp này được tham chiếu, được gọi lại từ cái thư viện o.min.css của phông awesome. Đúng không? Thì bây giờ mình muốn định dạng lại cái thuộc tính của cái thư viện thì mình gọi lại cái lớp đó, mình gọi lại cái lớp đó. Rồi, ví dụ như ở đây cô có style đi ha. Hoặc là các bạn làm bên trên kia cũng được. Trên cái file Ctrl C ha, các bạn vào trong cái CSS của mình nè. Gọi lại lớp là chấm ha, phải. Cô đang làm nguyên một cái những cái icon đó luôn đó. Rồi ví dụ như cô copy cái này. Ctrl C. Cô dán nó vào đây. Đó, chấm. Phải, này danh sách đó, mình định dạng CSS hay dạng group á. Rồi cô Ctrl C. Rồi chấm. Ví dụ vậy. Rồi cô sẽ cho cái màu chữ là gray, cho cái màu là gray chẳng hạn vậy nha. Rồi các bạn Ctrl S lưu, rồi sau đó load lại nè. Các bạn thấy không? Nó màu xám là được không? Tức là mình phải, ví dụ như mình muốn dùng cái của người ta thì mình phải hiểu là cái tên nó là gì. Ví dụ tên của nó nè, đúng không? Mình gọi lại tên đó, và cái này là lớp nên là mình gọi nó bằng dấu chấm và tên lớp và nhiều cái cùng kiểu dữ liệu cùng định dạng đó thì mình phải, đúng không? Phải rồi lớp tiếp theo, rồi phải là lớp tiếp theo.
Hiểu ý chưa? Rồi. Rồi tiếp theo, các bạn muốn cho những cái chữ này màu xám luôn. Rồi, ví dụ như nó màu xanh, bạn muốn cho nó màu xám nha. Rồi thì ở đây mình có mình đã đặt cái lớp phục mát A rồi nè, à, Ctrl C. Mình qua đây mình gọi nó bằng dấu chấm ha. Thì cô cho cái color là gray luôn. Ctrl C, Ctrl V. Đó. À, rồi bây giờ cô tắt đi cái gạch chân. À, tắt đi cái gạch chân thì cô có là test decoration, à, cho nó là non. Test decoration. Đó. Đó. Vậy là mình xong cái bên trái rồi đúng không? Rồi. Thì bây giờ mình quay về cái layout thoát hồ của mình nè. Thì cái bên trái của mình là xong rồi nè. Đúng không? Bây giờ là giữa giữa là mình sẽ cho nó hiển thị cái hình, à, cái logo và cái hình. À, bây giờ cô cho một cái span đi ha. Span. À. Và cô sẽ có một cái head, head 2. À, ví dụ như PNG. PNG. Bỏ vào đây. À cái PNG. À, rồi. Rồi sau đó là có một cái hình, đúng không? Image. À, image. Rồi, image SRC. À, rồi các bạn tải hình về. Các bạn tải hình về và các bạn add nó vào trong đây nha. Muốn lưu đầu lưu mà cô bỏ ở đây rồi nè. Đó, à, ở trong cái content á. Rồi, cô có cái content nè ha. À, content. Hình ảnh. Đó, rồi cái hình PNG. À, rồi đóng lại. Ví dụ như cô tạo một cái lớp để chút nữa cô định dạng cái hình. Đó. Đó. Rồi. À, để cô tách cái này ra chút nữa cô định dạng phông awesome đi ha. Rồi H2. PNG. Rồi bây giờ cái hình mặc định là nó như thế này nè, cô sẽ cho size nó nhỏ lại. À, trước khi cô cho size nhỏ lại thì cô hướng dẫn các bạn dùng phông awesome, à, để mà áp dụng một cái kiểu phông đặc biệt cho cái tên công ty hoặc là một cái slogan của công ty. À. Rồi bây giờ để áp dụng phông awesome, à, cái này xong rồi cô sẽ đóng nó lại ha. Rồi cô sẽ search phông awesome. À, phong Google, Google phong. À, Google phong ha. À. Rồi, sau đó các bạn vào Google phong. Thì đây là những cái phong của Google nè. À, ví dụ vậy đó, nó rất là nhiều nè. Ví dụ như cô chọn cái này. Nha. À. Rồi, sau đó thì cái này cô có rồi để cô ép. Rồi, sau đó các bạn bấm vào cái ghép phong. Đúng không? À. Rồi, cô làm lại nha. Các bạn vào đây nè. Các bạn, này là trang chủ của phong awesome nha. Các bạn thích cái phong nào á, thì các bạn nhấp vô cái phong đó. Ví dụ phong này, các bạn nhấp vô. Thì khi mà các bạn nhấp vô, trên này nó có cái get phong này. Mà nhấp vô. À, các bạn muốn tải xuống cài trong máy tính thì download. Đúng không? Download. Còn các bạn muốn muốn xài trực tuyến, à, mà không cần nhúng, không cần đau thì các bạn get embed code. Rồi đây là những cái link, đây là những cái link các bạn copy hết. À, rồi sau đó thì các bạn paste lên trên cùng. À, à, cái link. Rồi tiếp theo là, à, đây là cái tên lớp nè, à, của phong. Còn đây là những định dạng của phong. Đúng không? Rồi cô chỉ lấy cái bên trong này thôi. À, cô chỉ lấy bên trong này, cô nhấn Ctrl C. Rồi. Rồi bây giờ cái tiêu đề của cô nè, à, tiêu đề là này H2 đúng không? À, thì à, ví dụ như trong style này đi, cô sẽ có H2, à, rồi sau đó cô bát cái định dạng phông vô đây, phông quay là độ dày á, cô cho nó bold đi ha. Rồi và đây là tên phông, nó có nhiều ký tự nên là các bạn bỏ nó trong giấy đơn nha, các bạn bỏ trong giấy đơn. Còn phông á mà có một ký tự thì không cần. Ví dụ như cursive là phông có một ký tự. Còn phông nhiều ký tự phải bỏ trong giấy đơn. À.
Rồi bây giờ mình loát thử coi cái tiêu đề của mình nó có thay đổi không. Đó. Đó. Rồi. Vậy là cái đó là Google Form ha. Dùng trực tuyến thì nó dễ hơn. Khỏi mất công tải xuống rồi ép vô cái bộ phận Windows. Rồi. Vậy là cái tiêu đề ở đây ha, cái tiêu đề với lại cái span đây. Thì bây giờ cô sẽ canh lề cho nó nha. Canh lề. Thôi trước khi canh lề cô làm bên right luôn đi ha, cho đầy đủ rồi cho dễ canh. Thì cái right của mình có cái gì? Cái right thì cô sẽ có nó có giỏ hàng và tài khoản của tôi đúng không? Cái icon user và cái icon giỏ hàng. Rồi bây giờ cô sẽ tìm cái icon giỏ hàng shopping ha. Shopping. Đó, thì các bạn thấy nè. Đó, có những cái giỏ hàng ở đây ha. Ví dụ như cô chọn cái này. Rồi đây là nó có những cái định dạng nè, các bạn cứ chọn nó, thích cái nào thì mình lấy cái đó ha. Rồi bây giờ cô chọn cái mẫu này ha, cô nhấp vào đây. Rồi sau đó thì ở đây cô sẽ có thẻ span ha. Rồi. Và một cái thẻ A. Href. Dấu thăng chưa liên kết vào đâu. Tài khoản của tôi. Rồi tiếp theo là cô copy ra. Cái này là shopping cart đúng không? Này giỏ hàng chứ, giỏ hàng. Rồi giỏ hàng ha. Còn tài khoản của tôi là trên này. Tài khoản của tôi là cái icon user. Thì cô sẽ gõ là user. User lấy một người ha. Cô lấy cái này. Rồi sau đó các bạn copy, các bạn bỏ vào đây. Này là tài khoản của tôi. Đó. Đó. Rồi, bây giờ là class ha. Nó cùng chung một cái thanh tiêu đề nên là cô gõ lại cái class format để bỏ cái in đậm. Bỏ gạch ngang chứ. Đó, tài khoản của tôi, giỏ hàng thì chưa thấy, để cô coi cái giỏ hàng. Giỏ hàng nó bị gì? Lấy cái giỏ hàng khác nè. Rồi, shopping. Rồi, cô lấy cái này đi ha. Rồi có giỏ hàng rồi đúng không? Đó. Rồi bây giờ cô sẽ canh lề ha. Cái này là nguyên cái khối div này cô cho canh lề trái. Tức là nguyên cái top. Nguyên nguyên cái top header này cô cho lề trái nha. Rồi cái này cô cho trái, cái này cô cho giữa, cái này cô cho phải, đúng không? Rồi. Rồi cái này nè, top header này ha. Rồi copy header. Left thì cô cho left left nha. Đó. Rồi còn cái này cô canh khoảng cách ha. Cái này là cô cho nó một là 100%, rồi sau đó cô phân bổ ra này cho 100% ha, là cái ở trên cùng đó. Này là left nè, rồi này là center nè, các bạn nên copy nha, gõ là bị sai chính tả đó. Các bạn không nhớ là bị sai chính tả nè. Rồi float này á, thì cô sẽ cho nó là center. Rồi cô cho cái này là right đi. Rồi cái này là right. Float right. Đó. Rồi thì cái này là 100% đúng không? Bây giờ cô cố định cái bên left, cái width của nó. Rồi cái width thì cô cho nó khoảng 350 pixel nè. Rồi còn cái width của cái right thì cô cho 250 pixel nè. Còn cái width ở chính giữa này cô sẽ cho nó tự động. Đúng không? Rồi cái header cô cho cái độ cao. Header cô cho cái độ cao là khoảng 70 pixel. Rồi bây giờ mình canh thử nha.
À còn dưới cái hình đúng không? Cái hình mình phải chỉnh lại cái hình. Rồi cái hình format picture ở đây. Rồi. Cái hình. Rồi cái hình thì cô cho cái width là khoảng 50, khoảng 40 pixel. À. Còn cái hai thì cô cho nó 40 pixel. Rồi cô cho text align là center. Rồi còn cái header bị dính header đúng không? Rồi để coi này. Center. Rồi cô bỏ nguyên cái đống này vào span luôn. Này cho inline block đi ha, tại vì trong cái lớp này nó có hai đối tượng. À, cô cho nó là inline đi ha. Top header center. Top header center. Rồi cô cho cái display. Display là inline. Inline block đi. Đó. Đó, cái này nằm trên cụm dòng này rồi, để cô coi cái này. Tiêu đề hả? Tiêu đề mình sắp xếp sao? Rồi, tiêu đề. Để cô bỏ cái tiêu đề chỗ khác đi. Rồi canh cái mặt ghim để cho nó tương đối ha. À, cái bên ngoài cùng nè. Bên ngoài cùng là top header nè. Rồi cô cho mặt ghim là khoảng 10 pixel. Width. Cái này bao nhiêu? 250. Flash. Flash. Rồi cô có một cái để cô chặn cái canh lề nó đi ha. Clear. Bộ. Này là cho nó 700 đi. Này sao chưa vô giữa nhỉ? Test align center. Rồi ok được chưa? À, vô giữa ha. Rồi bây giờ cô thay đổi kích thước nè. Đó, đó, test align. Rồi. Thì bây giờ tiếp theo là cái menu dưới. À, menu dưới. À, menu dưới thì nó cũng hơi dài á. Rồi vậy bây giờ các bạn thực hành cho cô cái phông awesome. Rồi, phông awesome. Rồi cái Google phông. À.